Ok, hello anh em. Chào mấy anh em quay trở lại nhá. Ok, tôi đã quay trở lại với tập 4 rồi đây anh em. Hôm qua là chúng ta đã đi tìm kho báu ở dưới biển thế đúng không? Rất là nhiều kho báu ở dưới biển, hai cái tàu đắm luôn. Và chúng ta có tìm được cả trái tim của biển này. Đó, rất là đẹp. Heart of the sea, rất là đẹp luôn. Ok. Đó. Và chúng ta đang đứng trước một khu rừng này em ạ. Nó rất là hùng vĩ và nó rất là bí hiểm. Tôi trông khá là cổ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thám hiểm khu rừng này anh em. Nhưng mà trước tiên ấy thì anh em nhìn không? Quá nhiều đồ. Quá nhiều đồ nên chúng ta phải vứt vậy vậy đi. Quá nhiều đồ anh em ạ. Để tôi grab cái giày đấy. À, ôi cái gì đấy? Cái giày đâu? Tôi muốn grab cái giày bạc đấy rồi. Giày bạc thôi cho nó đỡ phí. Grab giày vàng hơi phí. Rồi. Ui xinh không? Xinh trai. Ngầu phết. Được. Ok. Tối rồi. Đi ngủ cái. Đào cái hang xuống rồi đi ngủ cho nó an toàn anh em ạ. Full đồ rồi. Full đồ. Không có cầm được nữa rồi. Để tôi lấy cái lò nung tôi đặt. Phun đồ quá. Đặt chè đi. Xong đặt cái này chè đi. Đấy. Ấm cúng anh em ạ. Ấm cúng. À, đào sâu xuống thêm nước nữa cho nó đỡ nguy hiểm. Đấy. Mình ngủ cái này sáng mình dậy là mình an toàn lắm anh em. Sáng rồi đấy. Lên thôi anh em. Cuốc đầu. Mà hơi nhiều đồ anh em nhỉ. Sao đồ nhiều thế? Chắc phải vứt vải vợi ra anh em ạ. Chắc vứt vải vợi này, tôi nghĩ xem cái gì vứt vải vợi ra nào. Đầu tiên là cái mũ này này. Không biết là cái mũ này nó lấp lánh cái này nó có cái tác dụng gì không? Aqua Affinity là sao? Vì sao cái này nó không có cái đấy? Sao cái này nó không có cái? Tôi cũng chả biết nữa anh em ạ. Đầu tiên là tôi nghĩ là chúng ta có thể đây nó từ cái rơm này chúng ta tạo hết thành cái đám, thành cái cục rơm to đi cho nó đỡ phí chỗ nhỉ. Chỗ đâu rồi? Tạo thành cái cục rơm to thì tạo cái kiểu gì ta? Đây này, đấy. Chưa, mình cắm này mình kéo này này nhá. Đấy, đúng rồi. Đó. Xong, nó vẫn còn thừa 4 cái à? À mình tạo hết mấy cái bạc nhỏ ấy, nó thành cái bạc to đi nhỉ. Thì như là nó cũng là như vậy sao ấy. Đúng rồi, chọn rồi. Ok. Hơi nhiều đồ đúng không? Hơi nhiều đồ. Thôi mình vứt tạm mấy cục đá đi. Sen à, đây. Đúng rồi. Theo tôi nhớ thì mình cũng tạo được cái sandstone này luôn. Còn hai cục này thì vứt ra ngoài, vứt đi cho đỡ tốn chỗ. Cà rốt à? Sea lantern cũng đẹp, giữ đi. Khó vứt nhỉ, khó phải vứt đồ nhỉ anh em nhỉ.
À, mấy cái koala này để tôi tạo thành mấy cái block để cầm cho dễ. Vừa chín block luôn thì ngon, đẹp quá. Vừa chín block luôn. Ở đấy, đó. Thế bây giờ là tôi rút được một chỗ rồi. Bây giờ làm sao ta? Bây giờ vứt cái gì ta? Chung là cái đống đồ này cũng cần lắm. Cái đá này không biết để làm gì không. Nhưng mà mình lấy được dưới biển chắc cũng đẹp, tôi cứ giữ tí nhỉ. Cũng nhiều đồ thật. Thôi không sao, đi thôi. Chu du thôi anh em. Phá cái thuyền để mang thêm cái thuyền đi. Cái gì đây? Cái này là cái gì hay này? Đây là hạt. Cái hạt này để làm cà phê đấy hả? Ok. Tối vậy. Để chúng ta cùng đi thử vào trong này xem mà trong này có những con quái vật nào nào. Khu rừng to này chắc chắn là có rất là nhiều con quái to sống ở đây. Sợ quá, tôi có full giáp rồi anh cái gì này đó. Full đồ rồi, khỏe rồi. Đúng không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tôi còn quên mất, tôi chưa nói với anh em một cái nữa. Đó là anh em phải nhìn cái map này này. Cái Berry Treasure Map này này. Đó, anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn lên cái góc. Ê. Tôi nhìn nhầm. Tôi vứt đi. Chả cần nữa đâu, vứt thôi. Đi thôi. Hình như tôi nhìn thấy cái gì đây. Wow, cái này là rừng bình thường kết hợp với rừng rừng thủy tổ hả? Wow, đẹp. Đây là quả dưa hấu anh em ạ. Quả dưa hấu nó rất là vuông. Quả dưa hấu rất là vuông anh em ạ, cực kỳ vuông luôn. Cái này là cái cây ở rừng bình thường này. Cây ở rừng bình thường kết hợp với chức công nguyên, rừng chức công nguyên. Ok. Cao thế. Bây giờ trèo sao? Ủa. Ủa. Thôi không sao. Đẹp nhờ. Vào trong này nó tải hơi nhiều ấy, nên nó hơi nặng tí anh em ạ. Anh em thông cảm, nó hơi bị giật giật nhẹ nhẹ một chút. Ôi, hùng vĩ chưa anh em? Thế nó rộng lớn như không? Nó con gì? Nó sống trên cây không? Sợ quá nhỉ. Sao mà thế còn cái này là cái gì? À cái này nó cũng là cái quả ấy thôi, nhưng mà hình như là quả nhưng mà nó chưa chín ấy. Quả nước thôi nhau, không sao.
Thật ra là tôi làm video này tôi không thích lắm. Nếu mà sau này tôi nổi tôi sẽ thử livestream xem sao. Thử livestream bởi vì là livestream thì nói chuyện với mọi người dễ hơn nhỉ. Ô con vẹt kìa. Đây cũng lại có một cái cánh cổng nữa này. Cánh cổng nữa này, đẹp không anh em? Wow. Ơi, vì sao mà cái khung cảnh này nó đẹp thế? Anh em nhìn này, cánh cổng ở giữa một cái rừng, đẹp không? Tuyệt vời nhỉ. Đi cẩn thận, tôi không có muốn bị đau đâu. Ô, sao mình trèo lên đây? Cái con vẹt này chúng ta có làm được gì nữa không anh em? Tôi chém phát toang luôn con vẹt anh em ạ. Thôi cái lông chắc chả cần nữa. Để tôi lút xem cái đồ này, để tôi lút xem trong này có cái gì không. Đúng rồi, đây này, tôi có thấy một cái khối này, tôi rất là băn khoăn về cái khối này, rất là băn khoăn về cái khối này luôn. Để tôi thử làm cái cuốc, cuốc mà từ từ tôi lút đồ. Wow, ui xịn xịn thế. Vứt cái này đi, thật thật chứ cái xi lan tơ này chả cần đâu. Tôi thấy cái đá này chắc cũng chả cần đâu, cái đá này ở dưới biển mà. Đã này cái lúc mình lấy dưới biển nên chắc cũng không cần thôi anh ạ. Vứt luôn này đi, chả cần nữa. Cái gì vậy ta? Để tôi nghĩ thử tí anh em ạ. Vứt sách đi. Học hành quá em nhỉ. Flin chả cần đâu, mình lấy mấy cái này thôi. Đấy. Cho mình cái này. Thay cái giày vàng và cho xịn hơn anh em ạ. Đấy, bật cái giày đi. Vứt được cái gì nữa ta? Đá hơi nhiều đúng không? Cầm cầm hơi nhiều đá. Vứt vài vỏi đi. Gỗ. Thuyền. Đấy, chắc cũng được rồi đấy. Để tôi grab thử cái cuốc bạc thì bởi vì là trước là mình dùng cuốc vàng mình đào rồi nhưng không đào được đấy anh em. Để tôi đào thử anh em được không? Cái gì mà nó cứng thế này? Cái này là cái gì mà nó cứng thế này anh em? Cái này là cái cục gì mà nó cứng thế này anh em? Thôi kệ đi, đi thôi, tối rồi, lúc rồi tí đồ thôi, tôi cứ để ở đây đi không sao. Đi ngủ, đi ngủ, ngủ nhau ơi, đi ngủ nhau. Tôi mong là không có con quái nào nó ra nó đánh mình, mong là không có con quái nào nó đánh mình. Ok, đi thôi, phiêu lưu thôi. Vùng này là vùng gì mà trông như là vùng 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 cái vùng gì ta, vùng sa mạc Ba Gian vậy đúng không? Nó có một cái vùng là vùng Ba Gian, nó cũng kiểu đẹp chưa, đẹp chưa anh em? Bên trái và bên phải thì là rừng nhưng còn ở giữa thì là cái vùng này, đẹp chưa? Mà tôi nói thật chứ mà cái rừng tôi còn chưa đi xong nữa, tôi còn chưa biết có cái gì trong cái rừng. Đây là cái cây tre này đéo. Để chặt thật chặt thử cái cây tre xem. Ăn tre, ăn tre. Bamboo đẹp, đẹp đấy, được đấy. Chả biết cái bamboo nó có cái tác dụng gì. Hùng vĩ quá anh em ạ. Hùng vĩ quá. Mà không biết là trong này thì có gì không. Thôi
hơi sợ anh em ạ. Tôi để khi nào tôi gọi là tôi nhiều đồ, tôi mạnh rồi thì tôi đi sâu vào trong rừng hơn, chứ giờ không có đồ gì lắm đi vào bị. Tôi đi tới đâu? Là nó tạo băng cho tôi hả? Tôi có được, tôi có siêu năng lực rồi anh em ạ. Xịn không? Xịn lắm rồi, ôi tôi bảo anh em rồi, tôi pro mà. Mà hình như là vừa nãy là tôi có nhìn thấy một cái tàu đạn này. Ơ, thế nào mà tôi lại nhảy xuống nước rồi? Ơ, đừng nữa. Vì sao bây giờ tôi không tạo băng nữa anh em? Thôi tôi bơi vào bờ đây anh em ơi, tôi bơi vào bờ cho nó an toàn đây. Ở thế này tôi không muốn bị cá mập con tập cho một phát đâu. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Vùng đất đỏ Ba Gian đấy. Cái này là cái gì? Đừng đào thử không sao? Đây là loại, đây là một loại cát anh em ạ, nhưng mà cát đỏ anh em ạ, cát đỏ. Sao trông hơi da cam, không đỏ lắm. Rừng, đẹp thật, quá đẹp. Thế còn cái này là cái gì? Mấy khối này là mấy khối gì? Tôi không biết cái từ cái kìa, cái từ Terracotta, tôi không biết cái từ Terracotta là gì. Có hỏi xem mau. Hỏi xem mau, chung là nói chung là cái lúc mà tôi đào, tôi nghe cái tiếng thấy nó hơi cứng. Chắc xi măng nhỉ. Xi măng vàng à. Tôi vào lại cái rừng quá anh em ạ. Ô, cái gì đấy? Tôi mới nhìn thấy có một cái đám cá xinh lắm. Sao ở đây có mấy con cá xinh thế này? Sao chỗ này có nhiều cá nhở? Xinh thật. Để ăn thử dưa hấu xem sao. Để ăn dưa hấu là mình được hồi đúng một đùi gà anh em ạ. Ăn dưa hấu no phết nhở? Tôi quay đời toàn dưa hấu tôi thấy chả no lắm. Ăn cho ngon chứ không. Ui. Nguy hiểm. Đẹp. Siêu nhân ở đây anh em. Anh em tôi siêu nhân đâu. Rừng đẹp quá anh em ơi. Rừng đẹp quá anh em ạ. Rừng quá đẹp. Đấy. Anh em muốn đặt ảnh hình nền hay là gì thế này, cứ chụp cái khung cảnh này. Đấy, anh em chụp đi. Cứ dừng video lại chụp phát. Đẹp không? Tuyệt vời luôn anh em ơi. Ủa? Chết. Tôi đi mà tôi không cần thuyền luôn. Anh em tôi pro. Bây giờ tôi gọi là quá pro luôn rồi. Ăn cái đã. Ăn sợ chứ không no lắm nhở. Kiểu là nó khá là ăn tí rồi đói luôn. Ăn cái đói luôn. Ăn cá nướng cho nó mạnh. Cây kìa. Sao có một cái cây trơ trụi trên kia kìa. Biển đẹp nhỉ, tôi vừa đi tôi vừa nhìn ở dưới biển. Anh em ơi, tôi siêu nhân đâu. Đi ở đâu làm băng cái đó kìa không? Chứ sao ở đây lại có một cái đường ray này.
Ở đây có ai sống hả? Cái này là cái gì? Ủa? Đây chỗ nào? Sao mà nó lại có cái chỗ này? Sao mà trông như kiểu là từng người đến đây sống vậy? Nó làm giật cả mình. Sao mà cái âm thanh của nó ghê thế? Sợ quá, từ 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 từ. Tôi làm tí ấy. Ui. Tối quá. Đợi tí tôi phải option tôi chỉnh cho cái độ sáng nó lên cái. Đâu nhỉ? Chưa, hồi trước xong cái này tôi thấy nhiều anh em bảo đau mắt. Tội anh em lắm. Đấy, sáng rồi đấy. Đấy. Sáng rồi đấy. Đó. Làm tí gậy. Làm gậy để làm đuốc, làm nhiều đuốc vào. Đuốc quan trọng. Sao mà mấy con này kêu ghê thế? Ồ. Đẹp không? Đây có lẽ là một hầm mỏ bỏ hoang em ạ. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Ui, ui. Cái này là cái gì? Sao chúng nó cứ kêu kêu ở đâu ấy? Đây là tiếng có nhện kêu đúng không? Sao mà chỗ này nó toàn mạng nhện ghê này? Tôi đang đi vào ổ nhện này. Ui. Ui. Hóa ra là nó trên đầu mình à? Chết rồi. Chết rồi, xong rồi. Sao mà dùng cái rìu phá lâu vậy anh em? Lâu này. Ở trong này có con nhện chúa không anh em? No. Oh no. Tôi bị kẹt rồi anh em ơi. Thôi tôi không muốn vào trong kia đâu. Tôi nhìn thấy trong kia là có con chết kìa. Thôi. Tôi đi ra ngoài đây anh em ơi. Hầm mỏ bỏ hoang. Đẹp phết. Chung là cũng thú vị đấy. Thử tìm thử xem có cái gì hay không. Có rơm rủng đấy không? Có rơm rủng đấy không? Thì nôn ở đây. Chắc phải grab cái kiếm như này. Không, không có kiếm thế hơi tù. Sáng thì vì sao cái chỗ này chỗ nào? Ui, hoàng hôn đấy anh em. Đừng ngắm hoàng hôn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá là tuyệt luôn. Mùa than này. Ui. 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 Chết ngay.
Chết ngay. Đây là tiếng của con zombie đúng không? Tôi nghe nó bắt đầu tôi phân biệt được rồi. Đẹp rồi. Thấy đêm đẹp không? Đấy. Đấy, tôi chỉnh độ sáng lên cái là anh em nhìn đỡ ngay đúng không? Nhìn đỡ bị đau mắt rồi đúng không? Tốt rồi. Chắc đi ngủ cái nhỉ. Tôi đi ngủ quá ấy. Đêm mới thám hiểm hầm mỏ luôn. Để tôi chạy xuyên màn đêm cho anh em. Bây giờ mình chỉnh gọi là... Ủa, nó có gì không nào? Không có, không có. Bây giờ mình chỉnh độ sáng lên rồi thì sợ gì đúng không? Chạy luôn. Để tôi đi xuyên đêm qua cái sa mạc đỏ cho anh em xem. Ồ, chứ sẽ gọi là sa mạc máu anh em. Sa mạc máu. Ui. Ui ui. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Không đi được đường ấy thì mình đi đường vòng. Để tôi thử vòng lên trên cái đỉnh tôi xem thử có gì không. Ở dưới biển là cái gì máu đẹp thế này? Ở dưới biển là cái vùng gì mà nó phát sáng thế này anh em? Wow. Aquatic hả? Cái này chơi nhiều game thì cái này gọi là Aquatic đấy. Anh em nhìn thấy cái gì đấy không? Mình xây nhà được ở dưới biển nhỉ. Mấy cái khối này thì là cái khối gì? Có đào được không? Sao mà nó khỏe vậy? Sao mà nó cứng vậy? Tôi đào mãi mà không đào được ấy. Tôi muốn xây nhà dưới biển quá anh em ơi. Đây xây sao anh em? Vì sao mà cái biển này nó có sáng sáng ấy nhỉ? Có hay thế. Đẹp chưa? Lại là mấy anh dân ở dưới biển này. Này thì canh này. Này thì canh này. Này thì canh. Hình như là do mấy cái này nên là nó sáng như thế này này. Tôi nhìn nó rất là giống cái đuốc. À đúng rồi, đúng rồi. Tôi biết ngay mà. Cái này là cái gì? Tôi đây, 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 đây. Spickle anh em ạ. Spickle là sao? Đẹp biển. Sao đuốc biển? Thuyền đâu, thuyền đâu? Thật ra là ở cái vùng này cũng đỡ sợ anh em ạ. Bởi vì là cũng đỡ có sợ có con gì đỡ. Tôi không hiểu là thỉnh thoảng thì nó có tạo băng của tôi nhưng mà có nhiều lúc thì nó không tạo băng của tôi. Anh em thấy nhiều kỳ quan trên thế giới chưa? Anh em đã thấy cái độ gọi là hùng vĩ của cái game này chưa? Độ phong phú của cái game này chưa? Rất là đẹp ở nhà ba. Né né. Đây là những ngọn núi Ba Gian. Nhưng ngọn núi máu anh em. Có đèn kia. Ở trên kia có đèn kia. Để tôi vào thử. Ô, những hầm mỏ. Sao ở đây lại có những hầm mỏ bỏ hoang vậy anh em? Sao lại như vậy ta? Thế hay là ở đây tài nguyên của nó nhiều lắm à?
đuốc đâu, vì sao nó không có tí đuốc nữa, nhưng mà sao sáng thế này. Ai rồi? Chào anh Zom. Anh cứ đùa vào, chết ngay, chết ngay, chết ngay. Ui, ui. Ui. Chạy, 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 chạy. Mày không phải ra đây. Shit. Sao còn có anh zombie thì mà trông là lại chứ. Tôi không có cái vũ khí nào khác. Cứ kệ bọn nó đi. Cho bọn nó ở dưới nước luôn. Tôi chỉ gửi sáng một cái là bây giờ nó đang nhìn biển thấy rõ rồi đúng không? Để tôi grab cái gì cái. Tôi grab cái. À, tôi grab cái kiếm anh em ạ. Mình hơi bị thiếu gỗ đúng rồi à? Mình hơi thiếu que. Kiếm đâu, kiếm đâu? Đây rồi. Đấy, kiếm, kiếm, kiếm. Thuyền của tôi đâu rồi? Mấy anh dân biển, cái thuyền của tôi đâu rồi? À, kia 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 kia. Tôi không đang đùa với mấy anh dân biển đâu, mà kệ cái thuyền đi, quá mình cần quá cái thuyền, mình pro rồi, chốc nữa mình đi xuyên biển đấy ạ. Hầm mỏ bỏ hoang hay không? Ở trên mặt đất hơi yên bình đúng không em? Game cũng gọi là yên bình nhỉ. Ôi, bình minh này. À, ôi rương rồi, rương rồi. Tham Khoan đuốc này, bạc này, ngon nhỉ. Nem tác à, cái này để đặt tên à, thế là cái gì đây? Rêu cho mình chả cần đường ray gì đâu, mình có phải xây cầu cống gì đâu. Đường ray làm cái gì? Ôi biển, biển vẫn phát sáng, biển vẫn phát sáng. Đây, vào trong ấy xem có gì không. Vì sao nó có cái gì anh? Ui, ui, vàng, 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 vàng em ạ. Ui, ui. Oh shit, oh shit, oh shit. Tàu tí vàng anh ơi. Sao chú có rơi từ đâu xuống mà thế mà nãy không? Nó rơi xuống như là nãy rồi. Đồ số ghê đấy. Đào nhanh. Đào nhanh cái chuồn. Ồ, cục vàng anh em ơi, cục vàng. À, à thế nếu vậy là mình sẽ lại phải nướng nó lên như là cái cục bạc ấy. Nướng nó lên để làm được như giống cục bạc. Thôi vứt dưa hấu đi. Không số nữa đâu, tôi không có dây dưa lắm. Có con gì nó màu tím tím ấy hả? Con gì mà trông nó thần thánh thế này?
cô đánh nó. Tiếng của nó thấy rợn cả người anh em. Bạn giom thôi, bạn giom đào tí vàng, đào tí vàng anh em ơi, đào tí vàng nào. Nãy mình mới gặp vàng ở đây này đấy. Ôi giàu rồi, bán vàng em nhá, bán than, bán vàng trang trải cho cuộc sống nhá. Thật chứ mà tôi nghe cái tiếng của chú kêu kêu thấy ghê quá. Sao chú cứ kêu kêu ấy nhở? Chú ở đâu thì ra luôn, chú mày đâu mày ra luôn đi nào. Lút tí đồ, tranh thủ lút tí đồ. Ôi. Suýt nữa thì tôi đi rồi, suýt nữa là tôi tạm biệt anh em rồi đấy, suýt tí nữa là tôi đi rồi. Mày suýt tí nữa thì chầu, ông bà luôn. Mày đấy, mày có bật tiếng không? Đào than làm gì, mình giàu rồi, đào than làm. Chắc xuống đào thêm tí than. Ui, giàu chưa? Ui, nhiều chưa? Vì sao mà cái vùng đất này tìm vàng dễ thế? Thảo nào mà ở đây có bao nhiêu hầm mỏ anh em ạ, chứng tỏ là có rất là nhiều người từng đến đây khai thác rồi, thì bởi vì là cái vùng nghề có vẻ là nó rất là màu mỡ, thế nên là họ đến rất là nhiều anh em ạ. Game làm thật phết, ăn cướp tí vàng xong chuồn thôi. Đào tí bạc xong chuồn thôi. Chết cha, hết cả chỗ để cầm bạc luôn rồi. Để nó vứt mấy cái đồ không cần thiết đây. Cái này cần quá, cái này cần không cần đâu. Mình cần xi măng quá, mình mới xây cầu cống quá nhỉ. Mình đâu có đi phải là, mình đâu có phải phụ hồ đi xây ấy đâu. Đâu phải phụ hồ. Anh em nhìn tôi đào được 50 cục đá, 50 cái cục vàng luôn này. Xịn không? Trông quá giàu tài nguyên luôn anh em ạ. Thôi đi ra ngoài thôi nhỉ. Tôi nhận ra là bây giờ tôi có siêu năng lực của anh em, là chúng ta phải tận dụng để chúng ta đi gọi là thám hiểm biển anh em ạ. Đi biển thôi. Đi biển trong xanh không anh em? Biển trong xanh không? Từ từ á. Chắc là tôi đi thám hiểm thêm, chắc là tôi đi chu du thêm một chút nữa ở cái sa mạc làm sao. Biết đâu nhỉ, biết đâu lại gặp cái gì đó. Bên này là sa mạc đỏ và bên kia sa mạc thường kìa, hay không? Và ở giữa thì là cái vùng biển phát sáng anh em ạ. Tuyệt vời luôn. Sao vậy? Hình như là nó chỉ tạo băng được cái một độ thôi, sau đó thì nó bắt tôi phải bơi. Kiểu là siêu năng lực thì tôi khi cũng mệt ý. Chắc vậy. Đói nhanh nhỉ, để ăn tí đồ. Ui tàu lắm kìa. Ôi biển đẹp thế, vì sao mà cái chỗ này nó hợp cảnh với anh á. Có đủ hết luôn này, khung cảnh thì đẹp, là còn cả tàu nữa.
Mà nói thật chứ tôi thấy cái tàu này có vẻ là nó không đắm cho lắm. Anh ngồi thấy không? Tàu trông xịn phết còn gì nữa, trông còn mới này. Tàu này mà gọi tàu đắm. Đẹp thế. Tàu đẹp thế. Lút tí đồ bạn ơi. Xịn chưa? Lúa này, khoai này. Mình có hơi nhiều loan ở đây cho mình vứt kè qua. Che, chả chả biết che có làm gì không. Đèn biển thì cái này là nến biển chung mà cũng được. Về cái này hay nhỉ, cái curse of binding, lời nguyền trói buộc à? Sao lại là lời nguyền trói buộc? Nó có nghĩa là mình mặc cái đồ này vào là mình bị trói buộc hả? Mình trói buộc với cái gì? Mending này là sửa chữa hay vậy? Cái này là bảo vệ mình khỏi những thứ nó bắn tới mình. Còn cái này, cái này của mình cũng xịn rồi. Thôi thế vứt cái mũ đi nhỉ? Vứt cái mũ đi thay thay bằng cái mũ này cho xịn. Mending đó, xịn. Xịn sò. Ôi, lấp lánh không anh em? Lấp lánh không? Tiện có cái đồ thì mình không cần mình vứt luôn. Đây, mình vứt cái này đi được thì rồi đấy, xong. À, cái áo đó, cái áo đó. Mà thôi thật chứ tôi không lấy cái mũ ra đâu. Tôi dùng cái mũ ấy cho nó xịn. Lấy mũ ra làm gì? Mình có mũ ấy mà. Cửa này. À cái rương cái này đúng rồi, cái rương cái này. Ơ. Mở ra bạn này. Mở ra bạn này. Thế nào mà tôi không mở được em? Lag à? Lag em ạ. Đây thế nào? Lag thôi. Lag rồi anh em ạ. Anh em đợi tí cho nó hết. Đừng có lag chứ. Máy tôi khỏe mà. À rồi được rồi được rồi được rồi được rồi. Đây. Em thì ui toàn giấy thôi. Có vẻ học trò đâu. Không cần giấy. Được cái tàu đẹp. Cho anh em nhìn cái tàu đẹp không? Nó mà có cho mình lá cờ nữa nhất ha. Tôi xuống nhá. Hình 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 như là trên kia, hình như là tôi thấy ở trên đỉnh của cái đám này nó có cái gì. Cái kìa. Để tôi thử lên trên đấy tôi xem thử xem có cái gì. Cây đâu tìm cái gì đó nhỉ, tôi thử có hai cái cây ở trên này luôn. Ê, và cái đất ở trên này thì màu này nó cũng khác luôn. Chỗ này cũng xịn đấy. Đây là toàn cảnh trên trên núi này anh em. Đẹp không? Chứ là cái vùng sa mạc này cũng đẹp thật nhưng mà cũng hơi thiếu thốn gì đó nhỉ. Thiếu thốn tình người. À đúng rồi, đây là những băng mà mình bơi. Đi luôn, sợ gì. Dân chơi rồi. Cái vùng dưới biển trông đẹp kia như là chỗ ở con nào ấy, yêu quái. Đúng rồi, ở dưới biển có mấy con như kiểu con lươn hay là con quái vật từ thời cổ xưa như kiểu con chăn đấy hay con gì đâu anh em. Vì sao mà
Đấy, em nhìn này, mình quay cái vùng biển này thì là cái nước nó cũng sáng luôn này, đẹp không? Xịn nhỉ. Chết rồi, đừng, đừng, đừng. Tôi nhận ra rồi, hình như là mình cứ phải đi trên cái băng này này. Đó. Thì kiểu là mình cứ phải đi trên nó, chứ mình mà xuống nước mình bơi thì nó không tự tạo băng ở dưới nước đâu. Kiểu là mình phải đi đi cái này này. Đó, thì nó mới có băng. Cũng khá là thú vị nhỉ. Chạy xuyên màn đêm luôn. Dân chơi cần gì ngủ. Đúng không? Nếu nếu mà trong này mà mình mà không ngủ sao không em? Bởi vì là ngoài đời mà vừa chạy mà vừa không ngủ cái này là trâu bò phết đấy, không đùa đâu. Chết cha, đói 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 đói. Ăn tí khoai. Khoai là ăn lâu thế? Khoai ăn lâu chín em ạ. À, khoai ăn lâu no. Ăn táo, ăn cả một táo khoai rồi ăn cà rốt. Đây là gọi là ăn ăn hoa quả sống qua ngày đấy anh ấy. Để tôi thử đặt giường lên cái băng tôi ngủ thử xem sao. Thôi đi ngủ thôi, chứ mà tôi thấy cái vùng kia tối tối ghê quá. Chắc đi ngủ phát. Isn't it iron pick? Đúng rồi anh em ạ. Với cả có một cái nữa, anh em biết là gì không? Đó là trong game này có một cái vùng nó gọi là vùng địa ngục anh em ạ. Địa ngục. Vùng địa ngục đấy. Vậy thì trông tôi trông bạn quái chết mà tôi vui lắm luôn đấy, tôi vui lắm luôn đấy thật. Vùng địa ngục với anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ tới một lúc chúng ta sẽ phải vào địa ngục thôi. Chúng ta lại gặp cái rừng vừa nãy này, đẹp không? Mình sẽ đi mãi mà cứ không đi qua đây à? Thuyền của tôi đâu ta? Để tôi thử đi qua các vùng khác không sao? Tôi chạy qua các vùng khác không sao? Cây kìa. Anh có muốn vào địa ngục không? Tôi nghĩ rằng là bao nhiêu kỳ quan ở trên mặt đất chúng ta cũng đã nhìn thấy khá khá rồi đúng không? Tôi nghĩ rằng đã tới lúc mà chúng ta cần phải vào chỗ địa ngục rồi anh em. Sang tập sau sẽ vào địa ngục nha anh em. Địa ngục đấy. Nhưng mà tôi đã từng tìm hiểu rồi, đó là để vào địa ngục của chúng ta cần phải mở ra một một cánh cổng dẫn tới địa ngục anh em ạ. Mà để mở ra một cánh cổng ở địa ngục ấy thì chúng ta cần phải có cái loại đá ở xây cổng. Cái loại đá đấy nó rất là dân chơi luôn. Chúng ta chỉ có thể đào được cái đá đấy bằng cái cuốc làm kim cương anh em ạ. Chỉ có thể dùng cuốc kim cương mới có thể đào được cái loại đá đó. Đây rồi. Trời. Tôi không muốn vào cái rừng kia đâu. Và cái rừng kia chết đấy. Nhớ đâu trong kia là con quái gì đấy. Trong kia nó có hổ đấy. Không đùa đâu. Có hổ với sư tử đấy. Không dễ nuốt đâu. Cái gì kia? Gì cao ấy kìa. Cái gì cao chọc trời. Nó như tòa tháp ấy này. Ôi núi kìa, hùng vĩ. Núi này. Sao mấy. Đẹp không? Đẹp đấy. Sao núi cao ấy kia thì ai mà trèo. Anh em có muốn trèo lên đỉnh núi không? Thôi trèo lên quá, anh trèo lên nhảy xuống mình chết đấy. Trèo lên nhảy xuống mình toang đấy. Đất liền nói. Sang buổi sau chúng ta sẽ cùng đi xuống hang động để tìm kim cương anh em ạ. Đúng rồi, phải tìm kim cương để làm được cái cuốc kim cương. Đó. Sau khi làm được cuốc kim cương chúng ta sẽ vào địa ngục anh em.
cánh đồng thảo nguyên đấy anh em, đây chính là thảo nguyên rồi, quá đẹp thảo nguyên này. Đẹp nhỉ, thử chạy thêm đoạn nữa không sao. Thảo nguyên ô, đây là đầm lầy à, vùng đầm lầy à. Wow. Cái gì kia, kia là cái gì nữa kia, để tôi thử qua. Chung mà đầm lầy đầm lủng gì là tôi cũng hóa băng hết. À, em tôi xịn không, hóa băng hết luôn. Ồ, bèo này, cái lá bèo này, nó lại là cái cánh cổng địa ngục này. Rơm đâu, rơm đâu, rơm đâu, cái này nó hút tôi xuống anh em. Ai Curse of Binding and Breaking, mình có hai cái này luôn. Cà rốt vàng luôn, xịn vậy. Cơ sở bài đình tôi không có bị trói buộc đâu, tôi không có thích bị trói buộc. Tôi thử đào thử cục vàng làm sao. Ồ, tôi đào rồi, đào rồi, đào rồi, xịn rồi, ngon ngay. Ồ rồi, được rồi, tạo băng rồi. Bên trên kia là vùng tuyết đấy. Game cũng rất là nhiều vùng luôn, từ vùng bình thường cho đến vùng sa mạc, rồi thì đến vùng tuyết, rồi thì đến vùng rừng thủy tổ anh em ạ, rừng từ thời xa xưa, rừng trước công nguyên, có khủng long, có hổ, rồi thì đến vùng đất tỏ Ba Gian, quá là nhiều vùng luôn. Thế còn cái vùng này thì là cái vùng gì đây, con rừng bình thường à. Trông cái loại cây này nó hơi lạ lạ đúng không? Nhiều vùng thật. Cái này hình như nó lại một vùng mới anh em ạ. Đây này anh em nhìn này, tôi nhìn thấy cái loại cây này nó rất là lạ. Đó, loại cây rất là lạ luôn. Mà thôi, chúng ta cũng chẳng cần gỗ làm gì đâu. Sang buổi sau chúng ta sẽ cùng đi tìm kim cương. Ô con ngựa đẹp chưa, buổi sau cùng đi tìm kim cương nhé anh em. Muốn tìm kim cương thì phải có hang động, muốn tìm hang động thì phải tìm hang động sâu sâu, cũng gian nan nhỉ, cũng gian nan đấy. Tỏi, chạy chạy này thấy vui vui các bạn. Chả hiểu sao chạy chạy này thấy vui vui, thấy nó cứ thích lắm, nó yên bình thế nào ấy, thoải mái lắm. Không có up game thế nào anh em ạ, không hề muốn up game một chút nào hết. Cảnh đẹp chưa, cảnh đẹp chưa, tôi bảo anh em rồi, cảnh quá đẹp này. Đi thôi, chúng ta là siêu nhân rồi, chúng ta sợ cái gì, chúng ta tạo băng luôn, xịn đâu. Quá xịn, quá xịn. Nấm này, sao nấm to thế, thử phá nấm mà ăn được không, sao mình không phá thằng đấm anh em, sao phá nó thế mà chẳng rơi được cái gì. Cái hoa thì trông nó, đây là hoa bị gù anh em ạ, đây là hoa gọi là học nhiều quá bị gù. Ui ái chà, ái chà,
Tôi mới nảy ra một ý tưởng anh em ạ. Anh em ui 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 ôi. Anh em có nhìn thấy chỗ này không? Chúng ta sẽ cùng đi xuống chỗ này. Thì cái này là tôi học được từ những YouTuber anh em ạ. Ui. Tôi tính đặt quả rơm ra để nhảy xuống cho đỡ đau, thế nhưng mà đặt không kịp, chết luôn. À chưa chết, chưa chết, chưa chết. May quá. Bây giờ tôi sẽ tìm một chút kim cương anh em ạ. Đào một chút bạc và đào chút kim cương. Theo như tôi nhận thấy thì mấy cái đồ này nó rất là yếu. À, tôi nghĩ là tôi sẽ làm full một bộ giáp bạc. Bởi vì là loại bạc ấy, bạc là loại cứng nhất. Tôi không hiểu tại sao nhưng mà vàng rõ ràng là khó kiếm hơn bạc. Thế nhưng mà không hiểu, thì đúng là thì kiểu là vàng nó chỉ dễ kiếm ở cái vùng ấy đấy, ở cái vùng đất Ba Gian đó. Chứ mà ở các chỗ bình thường này thì vàng nó rất khó kiếm đấy. Thế anh có thấy không? Chúng ta kiếm bạc rất là dễ. Kiếm bạc rất là dễ. Thế là tôi tính là tôi làm full một bộ giáp bạc. Bây giờ mà đào kim cương ngon lắm, mà đào kim cương ngon lắm. Kim cương em ạ. Anh biết sao mà tôi nhảy như thế này không? Bởi vì ấy, theo tôi được biết ấy, thì ôi thôi. Bạn kia nổ bay bạn này vào đây luôn. Tìm kim cương luôn. Ôi rơi luôn kìa. Cái gì kìa? Sao mà chơi tôi được? Ôi rơi này. Ui. Đánh hội đồng tôi chứ. Này láo thật. Đúng là ba mẹ không dạy bảo cẩn thận. Zombie thì có phải có ba mẹ chứ đúng không anh em? Tất nhiên thực ra tôi thấy cũng hơi kỳ lạ, kiểu là tôi không biết là nếu mà trên đời mà có zombie thật thì không biết là chúng nó có sinh con không. Chúng nó sinh con thì chúng mới duy trì được nòi giống chứ. Cái gì đây? Hầm mỏ bỏ hoang tiếp này. Nhưng mà cái hầm mỏ này trông nó hơi lạ lạ đúng không? Trông cái loại gỗ nó hơi lạ lạ. Tôi tìm cách để đi sâu xuống dưới. Bởi vì là càng sâu dưới thì như là càng có kim cương hay sao anh em ạ. Tôi tìm cách để làm một chuyện đó. Và ngay quá là xịn luôn, đào luôn.
chết rồi, bị tắc đường rồi, bị tịt đường rồi. Để đi sâu xuống chỗ nào ta, để đi sâu xuống ở đâu? Sao tôi có cảm thấy là tôi có đang đi thành một lặp này ta? Sao anh như thế này? Sao như thế này? Ở đây này, thế vừa nãy thì tôi xuống ở đây đúng không? Vậy tôi xuống ở đây này. Tôi đi lên. Đây, qua đây không sao. Sao ít thế thôi à? Không còn chỗ nào nữa à? Cẩn thận chứ không thì dẫm vào cái lava toang đấy. Đi luôn sợ gì? Đẹp. Thử đi lên trên này xem sao. Tôi đang muốn gọi là tìm kim cương em ơi, mà sao tìm kim cương khó thế? Cái chỗ này nó là dưới đáy rồi đấy, nhưng mà vẫn khó tìm kim cương. Đây này, thì hồi trước là chúng ta đi loot, chúng ta loot được 2 viên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm thêm 1 viên nữa rồi đấy. 1 viên nữa là mình làm cái cuốc kim cương rồi. Cuốc kim cương là mình ngon nghèo rồi. Ủa, tụi mày ăn được cái gì ấy? Cái gì ấy? Có đứa nào bắn tôi? Đâu rồi? Ôi 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 ôi. Ôi trời, toàn trồi máu đó. Máu yếu quá. Máu yếu quá. Đuốc đâu ta? Đuốc rồi. Từ từ tôi cả đắp cái đuốc quá. Từ từ tôi cả đắp cái đuốc. Tối quá, tối quá. Vứt mấy cục này ra. Vứt cái CP core chả cần đâu. Đẹp chưa? Đây là kim cương đúng không em? Cá màu xanh này là kim cương đúng không? Lapis lazuli là cái gì? Lapis lazuli là cái gì? Đây nó không phải kim cương à? Màu vàng tiếp kìa, màu vàng tiếp kìa, thích quá. Có 2 màu vàng cạnh nhau luôn. Ăn là à, full rồi. Quá nhiều vàng. Quyết đi tìm được kim cương nha. Quyết tìm được kim cương. Tôi biết là anh em cũng rất mệt rồi nhưng mà quyết tìm được kim cương nha. Anh em mệt anh em cứ ập đi cũng được. Ấy anh zombie núp kìa, anh núp kìa. Núp ai, núp ai, núp ai chết ngay.
chết rồi, bị stick stick. Chúng mình làm được stick từ từ cái đấy anh em ạ. Chết cha rồi, tôi nhận ra là tôi sắp hết đuốc rồi, tôi dùng tiết kiệm đuốc anh em ạ. Cái đá màu đỏ này thì là cái gì đấy? Vứt tạm cái gì qua cái này đi. Cái mạng nhện thì cũng không cần đâu. Thịt zombie không cần đâu. Cái này là bột đá đỏ. Bột đá đỏ. Sao hài vậy? Cái bột đá đỏ này dùng để làm gì? Sao mà nó ở dưới này có nhiều cái loại quặng nó lạ vậy anh em? Ui anh em ạ, nó càng ở dưới sâu nó càng có nhiều cái loại quặng lạ. Càng ở dưới sâu càng có nhiều cái thể loại rất là lạ. Kim cương ơi, kim cương ơi, bạn ở đâu? Tôi muốn tìm kim cương anh em ạ. Tôi muốn tìm kim cương anh em ơi. Sao không thấy kim cương ta? Đẹp như thế này mà không có cục kim cương nào. Tôi chỉ muốn tìm kim cương thôi. Khó vậy. Đi hết cái hang động rồi. Thế vừa nãy mình đi đường nào xuống tôi không nhớ. À đây đúng rồi, mình đi đường này xuống á. Phải có chứ ta, thật sự không có kim cương ta. Nhiều bạc nhỉ. Chắc là hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Để hôm tiếp theo tôi sẽ thử cố gắng tìm xem kim cương không. Chắc là tới đây thôi nhỉ. Anh em có nghĩ thế không? Chắc không tìm được kim cương đâu. Để bữa sau nhé. Chào anh em nhé. Bye bye anh em. Tôi sẽ cố gắng để ra tập 5 sớm sớm thôi. Bye bye anh em nhé.